Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay thứ Bảy, 23 tháng 6 năm 2018, tôi là Xuân Tú. Và tôi là Phương Anh. Bản tin ngày hôm nay sẽ mang tới những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10, thí sinh có thể tra cứu từ tối qua. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 đã tới rất gần. Ngoài nỗi lo lọt đề thi thì còn là nỗi lo về việc thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử. Người Việt đang ăn quá ngọt khi sử dụng lượng đường hàng ngày cao gấp đôi khuyến cáo. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, phân loại rác tại nhà là việc không mới. Song sau nhiều thất bại đã có thêm những mô hình phân loại rác mới giúp nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường. Dù vừa ký sắc lệnh tạm hoãn việc chia tách trẻ em di cư khỏi cha mẹ, song Tổng thống Mỹ vẫn quyết tâm theo đuổi lập trường cứng rắn về vấn đề biên giới. Nhóm cổ động viên Thụy Sĩ lái máy cày đi 2.000 km sang Nga để cổ vũ cho đội nhà tại World Cup. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 6 theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump tiếp tục đưa ra lập trường cứng rắn về vấn đề của người nhập cư. Tổng thống khẳng định chính quyền của ông phải duy trì chính sách biên giới cứng rắn để ngăn hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp. Tuyên bố được đưa ra gần như ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hủy bỏ quy định chia tách trẻ em trong các gia đình nhập cư bất hợp pháp với cha mẹ vào Mỹ ngay tại khu vực biên giới vốn đang gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ ở trong và ngoài nước. Thêm vào đó, các gia đình này sẽ bị giam giữ trong thời gian chờ tòa xét xử và thời gian các cơ quan chức năng Mỹ xét duyệt đơn xin nhập cư. Khoảng thời gian này có thể kéo dài nhiều tháng tới vài năm. Khi được hỏi liệu các gia đình vượt biên Mexico sang Mỹ có tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố hay không, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh nước Mỹ phải có một chính sách rất cứng rắn, nếu không hàng triệu người sẽ đổ vào Mỹ. Ngày hôm qua, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã có buổi tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại thủ đô Moscow và Nga trước khi nhà lãnh đạo Hàn Quốc có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin. Đây là chuyện thăm cấp nhà nước và đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm tới Nga trong vòng 19 năm qua. Trong bài phát biểu kéo dài 20 phút trước khoảng 400 nghị sĩ Nga, ông Moon Jae-in nói rằng chính sách hướng đông mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin có tầm nhìn về một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng giữa các nước Á-Âu. Đồng thời, Hàn Quốc cũng hy vọng về sự hòa bình và cùng thịnh vượng tại khu vực Đông Bắc Á. Tổng thống Hàn Quốc đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với chính phủ Nga và người dân nước này trong việc chủ động ủng hộ và hợp tác nhằm mang lại sự thay đổi lớn lao cho các mối quan hệ liên triều. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây cho biết rằng Nga sẵn sàng cung cấp các bằng chứng cho việc các nước Tây Âu đã cung cấp vũ khí hóa học cho lực lượng khủng bố ở Syria và Nga sẵn sàng chia sẻ thông tin với các nước thực sự quan tâm tới vấn đề này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết thiết bị sản xuất vũ khí hóa học có nguồn gốc Tây Âu được tìm thấy ở thị trấn Duma, Tây Nam Syria và đang được sử dụng bởi những kẻ khủng bố. Cụ thể, theo quan điểm của các chuyên gia về vũ khí hóa học, một bộ phận của thiết bị này được sản xuất tại một nhà máy và đây là một nhà máy của các nước Tây Âu. Chính phủ Hy Lạp ngày hôm nay tuyên bố nước này đang bước sang một trang mới sau khi các bộ trưởng tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu nhất trí giảm nợ và giải ngân khoản cuối cùng trong gói cứu trợ thứ ba trị giá 86 tỷ đô la euro. Hy Lạp dự kiến sẽ rời khỏi chương trình cứu trợ vào ngày 20 tháng 8 tới. Thỏa thuận là một bước ngoặt quan trọng đối với khu vực Eurozone sau gần một thập niên, kể từ cuộc khủng hoảng tại Hy Lạp đã khiến thế giới choáng váng về những khoản chi tiêu lớn vượt tầm kiểm soát. Chính cuộc khủng hoảng này đã dẫn tới ba gói cứu trợ và từng đẩy đồng euro đến một bờ vực sụp đổ. Tuy nhiên, sau khi chương trình cứu trợ kết thúc, Hy Lạp sẽ vẫn bị đặt dưới sự giám sát của các chủ nợ và phải tuân theo các điều khoản nghiêm ngặt hơn hẳn so với các nước cũng được cứu trợ khác như là Bồ Đào Nha, Ireland và Cộng hòa Cyprus. Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, hôm qua một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra trên xe buýt ở thành phố Xi'an, miền Bắc Trung Quốc, làm 8 người bị thương. Báo chí Trung Quốc cho biết cảnh sát đã bắt nghi phạm tấn công ngay sau khi tên này đâm bị thương nhiều người trên và ngoài xe buýt.
Trong khi đó, một tờ báo địa phương dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết đối tượng này bắt đầu tấn công người ngồi trên xe buýt, kể cả lái xe, trước khi xuống xe và tấn công những người gần đó. Trong vài năm gần đây, một số vụ tấn công nghiêm trọng bằng dao đã xảy ra ở Trung Quốc. Trước đó 2 tháng, một vụ trả thù cá nhân bằng dao đã xảy ra tại một trung tâm thương mại sầm uất ở Beijing, khiến một phụ nữ thiệt mạng và 12 người bị thương. Liên quan đến vụ việc bà Dương Thị Thùy Trang, chánh văn phòng Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, va chạm giao thông với nam sinh viên trên đường và có phát ngôn rằng con người không quan trọng, cơ quan công an vừa có kết luận chính thức và theo đó thì bà Trang không sai trong vụ va chạm giao thông. Theo kết luận của Công an quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, vụ va chạm giao thông giữa bà Dương Thị Thùy Trang với anh Hoàng Quang Minh, sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 2 tháng 5 trên đường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền. Khi đó, xe của bà Trang đang dừng đèn đỏ ở giữa đường, anh Minh do thiếu quan sát đã đâm vào. Cơ quan công an xác định đây là vụ va chạm giao thông bình thường và đề nghị hai bên giảng hòa. Tuy nhiên, do bà Trang có phát ngôn con người không quan trọng gây bức xúc dư luận, nên Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đang làm quy trình kiểm điểm để có hình thức xử lý vi phạm phù hợp về tư cách ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với bà Trang. Do thua cá độ bóng đá từ đầu mùa World Cup với số tiền lên tới 200 triệu đồng và không có khả năng chi trả, vào chiều 22 tháng 6, nam thanh niên quê Hải Dương lên cầu Trương Dương, Hà Nội với ý định tự vẫn. Rất may lực lượng cảnh sát giao thông bảo vệ cầu đã phát hiện và giải cứu thành công. Theo đó, khoảng 16 giờ 10 ngày 22 tháng 6, khi làm nhiệm vụ tại chốt phía bắc cầu Trương Dương, đội cảnh sát giao thông số 5 Công an Hà Nội cùng tổ bảo vệ cầu nhận được tin báo có thanh niên trèo qua thành cầu có ý định tự tử. Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường tại khu vực giữa cầu và nhanh chóng đưa thanh niên trên ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sau khi trấn an, thanh niên cho biết, sinh năm 1990, quê ở Bình Giang, Hải Dương. Do ham mê cá độ bóng đá nên người này tham gia cá độ các trận đấu tại World Cup 2018. Tính từ thời điểm khai mạc, anh này nợ 200 triệu tiền cá độ. Đến hạn trả nợ nhưng không có khả năng thanh toán nên thanh niên hoảng sợ tìm lên cầu Trương Dương để tự tử. Sau khi liên hệ với gia đình ở Hải Dương, cảnh sát giao thông bàn giao thanh niên này cho công an phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Không chỉ ăn mặn mà người Việt còn đang ăn quá ngọt so với nhu cầu cơ thể. Theo các nghiên cứu gần đây thì trung bình một người Việt Nam tiêu thụ lượng đường mỗi ngày đang cao gần gấp đôi so với mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Cụ thể, hiện nay trung bình một người Việt Nam tiêu thụ khoảng 46,5 gram đường tự do một ngày, gần bằng mức giới hạn tối đa là 50 gram một ngày và cao gần gấp đôi so với mức nên tiêu thụ là dưới 25 gram một ngày theo khuyến cáo của WHO. Theo Cục Y tế Dự phòng, chế độ dinh dưỡng không hợp lý với nhiều muối và sản phẩm có đường, chất béo bão hòa, ăn ít rau và trái cây, thiếu hoạt động thể lực là những yếu tố làm tăng các bệnh không lây nhiễm hiện nay. Tiêu thụ quá nhiều đường khiến tỷ lệ thừa cân, béo phì đang gia tăng nhanh. Cụ thể là tỷ lệ người trưởng thành bị thừa cân, béo phì chiếm khoảng 25% dân số. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị béo phì tăng nhanh từ mức 0,6% năm 2000 lên 5,3% vào năm 2015. Một trong những nguyên nhân khiến người Việt hấp thụ quá nhiều đường là thói quen uống nước ngọt hàng ngày. Theo báo cáo, hiện người Việt Nam tiêu thụ gần 5 tỷ lít nước ngọt một năm, tăng 7 lần trong 15 năm qua, gây nguy cơ gia tăng bệnh thừa cân, béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp và tim mạch. Hiện người Việt tiêu thụ gần 5 tỷ lít nước ngọt trong mỗi năm, dự kiến năm 2018 sẽ tăng lên hơn 5 tỷ lít nước ngọt. Tỷ lệ tiêu thụ theo đầu người đã tăng lên nhanh chóng, gấp 7 lần trong 15 năm qua. Mạnh nhất là trà uống sẵn và nước có ga, đồ uống thể thao, nước tăng lực và cuối cùng là nước ép trái cây. Một điều tra về mức sống của hộ gia đình Việt Nam cho thấy gần 63% hộ gia đình có tiêu dùng nước giải khát. Trên 57,2% người có thói quen uống nước ngọt có ga ít nhất từ 3 đến 4 lần một tuần. Đồ uống có đường có thể mang lại cảm giác sảng khoái, ngon miệng hơn, ăn được nhiều hơn, nhất là các đồ nướng rán. Tuy nhiên, đồ uống có đường sẽ dư thừa năng lượng dẫn đến tích lũy mỡ, rối loạn chuyển hóa, là nguy cơ cho các bệnh không lây nhiễm như thừa cân, béo phì, tăng huyết áp, loãng xương, những biến chứng nặng nề là tim mạch, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay, chiếm tới 33% trong tổng số 73% nguyên nhân tử vong hàng năm. Ngày càng nhiều bệnh nhân có cơ hội được phẫu thuật bằng robot với hiệu quả điều trị triệt để, giảm thiểu nguy cơ tai biến khi Bệnh viện Bạch Mai bước đầu ứng dụng thành công các hệ thống robot hiện đại trong phẫu thuật. Đây là lời khẳng định của lãnh đạo bệnh viện này trong buổi họp báo tổng kết một năm triển khai robot phẫu thuật vào chiều qua 22 tháng 6. Mong là chữa khỏi được nhiều bệnh nhân.
Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đầu tiên trong cả nước ghi dấu ấn công nghệ khi đưa vào ứng dụng một loạt các hệ thống robot phẫu thuật tập trung vào các lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật thần kinh và phẫu thuật cột sống. Tính đến thời điểm này, bệnh viện đã thay khớp cho 62 người bệnh với sự hỗ trợ của robot. Sau phẫu thuật, tất cả người bệnh đều có sự hồi phục nhanh chóng. Trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, 68 người bệnh u não đã được phẫu thuật ứng dụng hệ thống robot ROSA. Robot phẫu thuật là một kỹ thuật tiên tiến hàng đầu của y học thế giới. Việt Nam đang bắt đầu ứng dụng và mang lại lợi ích rất lớn cho người bệnh vì giúp điều trị triệt để, đồng thời bảo tồn tốt nhất chức năng các cơ quan còn lại, giảm thiểu tối đa nguy cơ tai biến, biến chứng thường gặp sau phẫu thuật. Trong khi đó, chi phí dịch vụ chỉ bằng khoảng 1/10 so với chi phí khám chữa bệnh tại nước ngoài. Sáng qua, chương trình Hành trình đỏ 2018 đã được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 1.500 sinh viên đến từ các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố. Đây là năm thứ 6 Hành trình đỏ được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình đỏ 2018 với thông điệp kết nối dòng máu Việt tổ chức từ ngày 13 tháng 6 đến 14 tháng 7 tại 26 tỉnh thành phố. Dự kiến chương trình sẽ tiếp nhận tối thiểu 30.000 đơn vị máu. Hiện nay lượng máu tiếp nhận được của cả nước ta mới chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu người bệnh. Đặc biệt cứ mỗi dịp hè, tình hình thiếu máu lại diễn ra, nhất là vào những ngày đầu tháng 6. Nguyên nhân chính là do đây là dịp nghỉ hè của sinh viên, đối tượng chủ yếu tham gia hiến máu tình nguyện. Sau gần 2 tuần chấm thi, từ cuối giờ chiều qua ngày 22 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã chính thức công bố điểm thi vào lớp 10. Từ 18 giờ 15 ngày 22 tháng 6, phụ huynh, học sinh thủ đô đã có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 trên trang web của Sở Giáo dục Đào tạo hanoi.edu.vn hoặc trang web Sở Liên lạc Điện tử thành phố Hà Nội, Sở Liên lạc Điện tử .hanoi.gov.vn và hanoi.vnpt.vn. Sau khi có kết quả điểm thi, đối với những thí sinh có nhu cầu phúc tra điểm thì có thể đăng ký đơn xin phúc tra và nộp tại cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 9. Thời hạn nộp đơn xin phúc khảo từ 23 đến 29 tháng 6 năm 2018. Năm nay là năm Hà Nội có số lượng tham dự vào lớp 10 đông nhất với 95.000 thí sinh, chỉ có 62% có cơ hội vào học tại các trường công lập. Đây là kỳ thi cuối cùng Hà Nội áp dụng phương thức tuyển sinh kết hợp xét tuyển học bạ với thi vào lớp 10 ở hai môn toán và ngữ văn. Với cách thức thi không có nhiều thay đổi so với năm trước, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 sẽ được diễn ra từ ngày 25 tháng 6 đến 27 tháng 6 với sự tham dự của hơn 900.000 thí sinh. Riêng Hà Nội năm nay có tổng 123 điểm thi với gần 80.000 thí sinh tham dự. Và sau sự cố để lọt đề thi ra ngoài trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua, thì Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn cán bộ coi thi để đảm bảo kỳ thi sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Đặc biệt, Giám đốc Sở khẳng định sẽ không để hiện tượng lọt đề thi tiếp tục xảy ra trong kỳ thi sắp tới. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, việc lọt đề thi trong kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông vừa qua là việc hy hữu và rất đáng tiếc, ảnh hưởng tới sự nỗ lực cố gắng của hơn 10.000 cán bộ phục vụ kỳ thi. Rút kinh nghiệm sự việc này, Hà Nội sẽ siết chặt hơn nữa kỷ luật giám sát kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Tại mỗi điểm thi, ngoài cán bộ coi thi, sẽ có 2 thanh tra cắm chốt và 2 cán bộ trực đường dây nóng để nhanh chóng xử lý tình huống bất thường xảy ra trong quá trình thí sinh làm bài thi. Thì không phải đến thời điểm này, Hà Nội triển khai cách bài bản và nghiêm túc. Trước đây, khi mà kỳ thi tổ chức diễn ra tại các tỉnh coi thi bình thường, thì Hà Nội đã có những các cái động thái là trộn học sinh trong các cụm, rồi cháo học sinh, cháu giám thị coi thi từ các địa bàn khác nhau để đảm bảo tính nghiêm túc, minh bạch cho kỳ thi. Trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới thì công tác an ninh được tăng cường, đặc biệt là công tác tổ chức coi thi, trách nhiệm của các giám thị coi thi trong phòng thi. Không chỉ quản lý, kiểm soát học sinh mà có thể kiểm soát luôn cả các cái hành động, hành vi của đồng nghiệp mình. Sát đến ngày thi, những vấn đề về gian lận trong thi cử cũng được dư luận đặc biệt quan tâm. Hiện nay các thí sinh không chỉ sử dụng tài liệu, phao thi mà thay vào đó là những thiết bị công nghệ ngày càng tinh vi và hiện đại, dễ dàng có thể qua mặt giám thị hoặc cán bộ thanh tra. Chính vì vậy, để giảm hiện tượng gian lận thi cử trong kỳ thi quan trọng này, rất cần sự phối hợp của các cơ quan chức năng. Thường là có hai bộ phận chính, đấy là cái tai nghe
và các cái thiết bị SIM kết nối. Thì về cái tai nghe thì nó có cái kích thước rất là nhỏ, nó có thể nhỏ bằng hạt đậu hoặc là có thể nhỏ hơn, nó chỉ bằng một nửa của cái hạt gạo thôi. Thiết bị nó nhỏ bằng cái vỏ bao diêm hoặc là cái gắn vào các cái vật dụng thông thường thường ngày như là cái bút hoặc là cái đồng hồ đeo tay hoặc là cái máy tính cá nhân để dùng để tính toán. Mà cái máy tính này thì thí sinh được phép mang vào phòng thi. Đến thời điểm này, các đoàn kiểm tra của thành phố đã thanh tra và xét đủ các điều kiện cơ bản để tiến hành kỳ thi, đồng thời cũng yêu cầu các đơn vị toàn kiện các điều kiện để tiến hành tốt hơn về chuẩn bị cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi. Khi mà kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia chỉ còn được tính bằng ngày, thì sức ép làm sao có được một kỳ thi minh bạch, công bằng và thành công là việc mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm. Bên cạnh công tác tổ chức coi thi, chống gian lận trong thi cử là việc được nhắc nhiều trong những ngày vừa qua. Ngoài việc ngăn chặn các thiết bị gian lận thi cử công nghệ cao, thì để đề phòng việc thí sinh sử dụng các gian lận truyền thống là Infao, thì một số thành viên ban chỉ đạo thi đã còn đề xuất là giả soát và yêu cầu các điểm photocopy gần các địa điểm thi và đóng cửa trong quá trình thi. Vâng, vậy cách thức này có hiệu quả hay không? Chúng ta cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên chương trình tại một số cửa hàng photocopy gần điểm thi. Trần Đại Nghĩa được coi là con phố có nhiều quán photocopy tại Hà Nội. Và mùa thi từng được coi là thời gian vàng để những cơ sở photocopy hay in ấn làm nghề. Tuy nhiên, đây là hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được. Nói chung mà nếu mà những bạn nào mà có cái ý định để mà làm phao thi ấy, thì nó đã làm ngăn thì nó vẫn làm, nó làm từ trước rồi. Đấy, có khi là trong nhà nó cũng có. Chứ còn cũng không cần phải đi ra những hàng photo này. Theo như những chủ cơ sở photocopy ở đây, những ngày này người đến để in ấn rất ít và chủ yếu là in ấn những tài liệu văn phòng hay khóa luận tốt nghiệp. Một số chủ cửa hàng ở đây khẳng định rằng họ đã ký giấy cam kết với công an phường và tại những cơ sở này lâu nay không có tình trạng in ấn tài liệu, phao thi. Ở đây những ngày gần thi thì nói chung những các cửa hàng đây vẫn làm bình thường. Thì mọi năm thì năm nào cũng bảo thông báo nghỉ 1-2 ngày thi. Đấy, thì mấy năm trước thì cũng đóng cửa nửa buổi sáng. Thì đây thì cả cái dãy này thì vẫn cứ làm bình thường, nói chung là nhà nọ làm, nhà kia vẫn cứ làm thôi. Tôi nghĩ rằng là để giảm gian lận trong thi cử thì phải rất kết hợp rất nhiều khâu. Đấy. Việc đóng cửa các cửa hàng photocopy xung quanh các trường học trong cái thời điểm diễn ra kỳ thi, tôi nghĩ đây là một cái động thái, một cách để giảm bớt những các cái sao chép, sao chụp mà biết rằng có thể không đem lại kết quả gì, nhưng thí sinh vì tâm lý đấy, cũng muốn chuẩn bị cái nội dung này, thì tôi nghĩ đây là một cái động thái tạo cái sự yên tâm cho cha mẹ học sinh, cho thí sinh và giúp cho các hội đồng coi thi để giảm bớt cái công tác phải nhắc nhở thí sinh trong công tác kỳ cương. Năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá nhờ đổi mới phương thức thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, mỗi thí sinh có một mã đề thi riêng nên chỉ có 72 thí sinh vi phạm quy chế, chưa bằng 1/4 so với năm 2016. Báo chí là công cụ truyền thông hữu hiệu, là cánh tay nối dài cho công tác quản lý của nhà nước trong lĩnh vực môi trường và biển đảo. Đây là nhận định được đưa ra trong diễn đàn báo chí với môi trường và biển đảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 22 tháng 6 tại Hà Nội. Formosa, đánh bùn ra biển. Hai trong số rất nhiều vụ việc doanh nghiệp xả thải ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường được các kênh báo chí truyền thông đưa tin, sau đó trở thành kênh thông tin phản biện có sức nặng trong công tác bảo vệ môi trường. Tại diễn đàn báo chí với môi trường và biển đảo, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đánh giá báo chí góp phần rất lớn vào việc nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, cộng đồng về môi trường. Trong công tác bảo vệ môi trường, báo chí là một trong những phương tiện hữu hiệu trong việc vạch trần, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Qua đó, tạo nên sức ép của dư luận đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường, tạo định hướng và tư duy mới trong xã hội đối với công tác bảo vệ môi trường. Từ đó, các doanh nghiệp đã dần ý thức được trách nhiệm của mình về việc thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
Trong không khí sôi động của World Cup 2018 thì vào ngày hôm nay 23 tháng 6 tại sân Chảo Lửa, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ diễn ra những cuộc tranh tài không kém phần nóng bỏng giữa các cổ động viên Chelsea Việt Nam. Đặc biệt trong dịp này thì chúng ta được chào đón ba huấn luyện viên đến từ câu lạc bộ hàng đầu nước Anh. Họ đến Việt Nam để tham gia công tác huấn luyện các đội bóng tham dự giải Chelsea Yokohama Fan Cup 2018. Fan Club Chelsea, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Bắc Giang là ba đội bóng đá đã vượt qua gần 30 đội bóng đối thủ khác đến từ ba miền đất nước để có mặt trong chung kết của giải Chelsea Fan Cup 2018. Đây cũng là những gương mặt được tham gia khóa huấn luyện cùng ba huấn luyện viên Chelsea, những chuyên gia dày dặn về mặt kinh nghiệm đã làm việc ở hàng chục quốc gia và châu lục trên toàn thế giới. Họ cũng là những bậc thầy đã giúp các cổ động viên Chelsea tại Việt Nam có cơ hội được kết nối, được tập huấn cả về kỹ thuật và chiến thuật theo đúng tiêu chuẩn của Chelsea. Đại diện ban tổ chức bật mí, chính thành công của U23 Việt Nam tại giải châu lục vừa qua đã tạo động lực để họ tổ chức giải Chelsea Yokohama Fans Cup 2018. Theo đó thì gala và lễ trao giải được tổ chức ngay sau bế mạc giải đấu. Các giải nhất, nhì, ba và các cá nhân xuất sắc sẽ được vinh danh, nhận cúp, huy chương lưu niệm và phần thưởng bằng tiền mặt. Không dừng lại ở việc mở ra cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp cho chính các cổ động viên Chelsea, mà đây còn là sự kiện mở ra cơ hội giao lưu quốc tế trong tương lai rất gần cho những người yêu bóng đá Việt Nam. Nắng nóng trong mùa hè thì đi biển luôn là sự lựa chọn của nhiều gia đình. Tuy nhiên có một điểm du lịch mà người dân sẽ đặc biệt lưu ý và có thể cân nhắc nếu đến đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh vào cuối tuần này. Bởi trên đảo thì vẫn đang mất điện trên diện rộng do sự cố sét đánh trúng cáp ngầm. Sau 4 ngày tìm kiếm, các cán bộ kỹ thuật của công ty điện lực Quảng Ninh đã tìm được vị trí xảy ra sự cố đứt cáp điện từ đất liền ra đảo Cô Tô. Vị trí này cách đảo Ba Mùn, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh khoảng 600 mét, ở độ sâu dưới mặt nước biển khoảng gần 28 mét. Hiện nay vùng biển Vân Đồn, Cô Tô đang có sóng lớn, khiến lực lượng sửa chữa gặp nhiều khó khăn. Việc khắc phục sự cố cũng phải huy động thiết bị, phương tiện chuyên dùng và chuyên gia nước ngoài, nên ít nhất phải một tuần sau, đảo Cô Tô mới có điện trở lại. 10 thợ lặn đã được huy động để nối lại đường cáp chạy ngầm dưới biển. Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 18 tháng 6, trong cơn dông, sét đánh trúng đường dây truyền tải điện 22 kV khiến điện lưới của huyện Cô Tô bị tê liệt. Chính quyền địa phương khuyến cáo du khách cân nhắc trước khi đến với Cô Tô dịp này. Dự kiến phải hết tuần sau thì sự cố mới được khắc phục. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở di dân giải phóng mặt bằng Kim Liên La Thành, được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 1997, thế nhưng đến nay vẫn nằm trên giấy. Hàng trăm hộ dân đang phải sống tạm trên chính mảnh đất của gia đình mình trong suốt hơn 20 năm qua. Mới đây, thành phố Hà Nội vẫn giữ chủ trương gia hạn cho thực hiện dự án này, khiến người dân trên con phố xã Đàn thuộc diện giải phóng mặt bằng lại đứng ngồi không yên. Giữa con phố đắt nhất thủ đô, hẳn ít người có thể hình dung được có những hộ gia đình phải sống, sinh hoạt trong những căn nhà như thế này. Gia đình anh Hào, bốn thế hệ đang chia nhau sống trong những căn nhà lụp sụp, chỉ rộng chưa đầy 30 mét vuông. Hơn 20 năm sống trong dự án treo. Con cái trưởng thành, lập gia đình, sinh con cái, tách hộ, nhưng vẫn phải chung sống trong một nhà. Chật chội, bất tiện đủ bề, nhưng họ vẫn phải chấp nhận. Cứ xuống sống neo nát như này, chia nhau rồi là gác xếp rồi cơi lưới để ở, rất khổ sở. Mà cuộc sống như này, nhất là ngày hè nóng là nóng lực như thế này, nhiệt độ như này, sống không thì chịu được. Tiền thuế đất chúng tôi vẫn phải nộp, nhưng mà cái cấp sổ đỏ, cái công nhận cho chúng tôi để chúng tôi có cái quyền sở hữu đất thì không có. Năm 1998, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định giao hơn 7.800 m2 đất tại phường Phương Liên cho Ủy ban nhân dân quận Đống Đa làm chủ đầu tư xây dựng khu nhà ở di dân giải phóng mặt bằng Kim Liên La Thành. Điều 4 của quyết định này nêu rõ, sau 6 tháng, nếu quận Đống Đa không thực hiện dự án thì Ủy ban nhân dân thành phố sẽ thu hồi quyết định giao đất. Tuy nhiên, dự án vẫn án binh bất động. 2 năm sau, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục ban hành quyết định số 2755 gia hạn thời gian thực hiện dự án thêm 12 tháng. Vậy nhưng, sau lần gia hạn này, dự án vẫn chỉ nằm trên giấy. Đường xá đã ổn định, đã xong hết rồi, sau hơn 20 năm rồi. Dân chúng tôi bây giờ chỉ có một mong muốn là xóa bỏ cái dự án đó để chúng tôi được xây dựng lại cho xã hội đẹp, đường xá đẹp hơn mà cuộc sống, đời sống người dân được ổn định. Trước kiến nghị của người dân, Ủy ban nhân dân phường Phương Liên
đã có văn bản đề nghị dừng thực hiện dự án. Ủy ban nhân dân quận Đống Đa, Sở Xây dựng cũng đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Thế nhưng, một lần nữa, dự án lại được gia hạn thực hiện. Toàn bộ cái đường xã đàn này năm 2004 được triển khai thì nhân dân ở đây là hơn 500 hộ dân đã được di rời và họ cũng đã ổn định cuộc sống tại ở những cái tòa nhà chung cư khác. Thì xét thấy cái việc mà một cái dự án xây dựng những cái tòa nhà 5 tầng trên địa bàn phường không còn phù hợp nữa và tính khả thi không cao, phường và chủ động đề xuất với các cấp có thẩm quyền là việc là hủy bỏ cái dự án này. Trong diện giải phóng mặt bằng từ năm 1997, từ 100 hộ gia đình, đến nay con số đã tăng lên hơn 300 hộ. Cuộc sống của cả nghìn con người tại khu vực này cũng đang lơ lửng theo số phận của dự án, chưa biết đến bao giờ. Mời quý vị cùng chuyển sang phần điểm báo sáng nay với những bài viết đáng chú ý. Bài viết đầu tiên đăng tải trên trang 4 báo Tiền Phong với nhan đề Việt Nam nguy cơ trở thành bến đỗ rác thải phế liệu đủ chiêu trò nhập rác. Việc Trung Quốc cấm nhập khẩu nhiều loại phế liệu từ đầu năm 2018 đang khiến Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á có nguy cơ trở thành bến đỗ mới của rác thải phế liệu. Trong khi lực lượng hải quan đang căng hết mình kiểm soát thì các doanh nghiệp dùng nhiều chiêu trò để nhập phế liệu rác thải. Điều đáng nói dù biết không đáp ứng về điều kiện yêu cầu nhập khẩu phế liệu theo đúng quy định nhưng một số doanh nghiệp vẫn cố tình lợi dụng khai sai về tên hàng, mã số hàng hóa để gian lận về chính sách nhập khẩu. Có doanh nghiệp còn dùng chiêu sử dụng giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất giả trong việc làm thủ tục hải quan. Để kịp thời phát hiện và xử lý theo đúng quy định về việc nhập khẩu phế liệu, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã chỉ đạo các đơn vị sớm hoàn thiện báo cáo Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải pháp khắc phục những hạn chế, sơ hở về chế độ, chính sách quản lý đối với mặt hàng phế liệu nhập khẩu, không cấp phép nhập khẩu đối với mặt hàng này trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với mặt hàng phế liệu nhập khẩu, kể cả mặt hàng bao bì, màng nhựa đã qua sử dụng và tình hình nhập khẩu mặt hàng phế liệu hiện nay. Đồng thời, ông Cẩn cũng chỉ đạo hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố xử lý đối với những lô hàng đã về đến cảng. Trong đó nêu rõ trách nhiệm của doanh nghiệp vận chuyển, doanh nghiệp kinh doanh cảng, cơ quan hải quan không thực hiện khám xét đối với những lô hàng chưa mở tờ khai hải quan, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Bài viết tiếp theo đăng tải trên trang 8 báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh có nhan đề khó hiểu chuyện Hà Nội ồ ạt đổi đất để làm đường. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa đồng ý đổi hàng trăm hecta đất để làm đường trong nội đô. Điều này khiến cho dư luận hết sức băn khoăn. Bởi trước đó, hàng loạt dự án đầu tư theo hình thức BT, xây dựng chuyển giao của thành phố Hà Nội đã bị chỉ ra sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Đáng chú ý là hàng loạt dự án đổi đất lấy đường mà Hà Nội đã, đang hoặc vừa đồng ý làm, đa phần đều được giao cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thực hiện. Theo đó, thì các doanh nghiệp này sẽ bỏ tiền để làm đường và được Hà Nội thanh toán bằng các ô đất ở vị trí thuận lợi để triển khai các dự án nhà ở, văn phòng. Theo ông Phạm Quang Tú, chuyên gia của Oxfam, thì Hà Nội nên hạn chế làm đường theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng. Lý do là các dự án đầu tư BT thường được chỉ định thầu, không đấu giá công khai. Nhà nước sẽ phải mua một sản phẩm là con đường, thế nhưng lại không được lựa chọn giữa các nhà đầu tư cung cấp dịch vụ khác nhau. Vì vậy, chất lượng của con đường đó chưa phải là tốt nhất. Mặt khác thì nhà nước cũng bán đất mà không thông qua việc đấu giá, không theo giá thị trường, lại chỉ có một người mua duy nhất, nên giá bán đất sẽ không thể có lợi nhất. Như vậy thì nhà nước đã hai lần bị thiệt khi mà mua sản phẩm của một người bán và bán tài sản của mình cho một người mua. Cũng theo ông Tú thì đầu tư theo hình thức BT chỉ nên khuyến khích làm ở những địa phương có ngân sách hạn hẹp, có thị trường đất đai cũng chưa phát triển. Hình thức này không nên thực hiện ở các đô thị lớn như là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nguồn ngân sách lớn và thị trường bất động sản hấp dẫn. Ở Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh thì nhà nước chỉ cần giải phóng mặt bằng, đầu tư một ít hạ tầng rồi đưa ra đấu giá thì có thể thu được nguồn tiền đủ để làm vài con đường chứ không chỉ là một con đường. Tiếp theo chuyển sang bài viết đăng tải trên trang 10 báo Tiền Phong, quản lý chung cư tại Hà Nội rất yếu kém. Sáng 22 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về việc thực hiện quy định pháp luật trong quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến, phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện và các xã phường có trách nhiệm liên quan để giải quyết.
Theo ông Hùng, với Hà Nội, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức đầu tư xây dựng, quản lý nhà chung cư còn bất cập, thành phố cũng còn nhiều lúng túng trong xây dựng cơ chế chỉ đạo triển khai. Ông Hùng cho biết, qua ý kiến của cử tri, thành phố nhận ra việc đưa ra cơ chế quản lý chưa phù hợp, nhất là việc quản lý quy hoạch, quản lý nhà đầu tư, cơ chế phối hợp giải quyết khi chủ đầu tư có sai phạm. Chính điều này gây mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và cư dân, gây khó khăn trong quản lý của các cấp. Theo ông Hùng, vấn đề mới này cần được đánh giá rất thực chất và đang được thành phố tập trung giải quyết, cần chung sức của cả chính quyền, nhà đầu tư, cư dân để giải quyết các mâu thuẫn thì mới có thể nâng cao chất lượng quản lý sử dụng của nhà chung cư. Cũng theo ông Hùng, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ kiến nghị với Bộ Xây dựng về những bất cập của thông tư số 02, chỉ đạo thực hiện tốt vấn đề quy hoạch, giải quyết các sai phạm chủ đầu tư. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các quận huyện chỉ đạo phối hợp với các chủ đầu tư, tổ chức thành lập các ban quản trị, khắc phục tồn tại công tác phòng cháy chữa cháy xong trước quý 3 năm 2018. Đặc biệt, thành phố yêu cầu chuyển cơ quan cảnh sát điều tra gần 10 hồ sơ của các chủ đầu tư vi phạm nghiêm trọng công tác quản lý sử dụng nhà chung cư. Chiều ngày 22 tháng 6, Ủy ban Nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina Plaza và các đơn vị chức năng đã công bố kết quả kiểm định chất lượng công trình và sửa chữa cải tạo chung cư sau hỏa hoạn ngày 23 tháng 3 khiến cho 13 người tử vong. Và liên quan tới nội dung này thì trên trang 5 của báo Thanh Niên đã có bài viết đáng chú ý với nhan đề chung cư Carina vẫn chờ cấp phép để sửa chữa. Theo báo cáo của Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng, Bộ Xây dựng, mức độ hư hỏng của chung cư Carina là cục bộ, được đánh giá theo hai mức độ là 1 và 2. Mức độ 1 chủ yếu ám khói, muội đen, bong nổ bề mặt bê tông. Mức độ 2, bề mặt bị bong nổ bê tông, ám khói, một số lô bị lô cột thép phải có biện pháp sửa chữa, gia cố bằng cách là bổ sung lưới thép. Theo Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng, hồ sơ thiết kế sửa chữa công trình chung cư sau vụ cháy đủ điều kiện để phê duyệt và triển khai bước tiếp theo. Một số vị trí không ảnh hưởng trực tiếp bởi đám cháy, chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, rà soát các chi tiết kết cấu, thiết bị cơ điện, phòng cháy chữa cháy để có biện pháp xử lý và thay thế. Tại buổi công bố, nhiều ý kiến của cư dân cũng bày tỏ sự lo lắng về chất lượng và tuổi thọ công trình sau khi mà kiểm định. Cư dân đề nghị chủ đầu tư cho biết cụ thể thời gian sửa chữa, thẩm định và mong muốn cơ quan nhà nước xem xét rút ngắn các thủ tục hành chính trong việc thẩm định, cấp phép, nghiệm thu nhanh chóng để cư dân sớm được quay về nhà và ổn định cuộc sống. Chủ đầu tư cũng sớm kiểm tra, sửa chữa và đưa vào sử dụng các hạng mục như là phòng cháy chữa cháy, thang máy và nước sạch. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 8 sẽ có mặt tại buổi công bố cũng yêu cầu chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và công bố tiến độ cho người dân dễ dàng theo dõi. Tiếp theo chuyển sang bài viết với nhan đề ngư dân lo ngại vì khu tránh bão 8 năm làm chưa xong, đăng tải trên trang 12 báo Thanh Niên. Tháng 12 năm 2010, các gói thầu của dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa khẩu bắt đầu thi công. Tuy nhiên đến nay mới chỉ hoàn thành được bờ đê chắn sóng, các hạng mục khác vẫn dang dở, luồng lạch ngày càng bị bồi lắng khiến tàu thuyền lớn gặp khó khi vào neo đậu. Đặc biệt, hạng mục quan trọng nhất để trú tránh bão an toàn là kè chắn sóng, chắn cát thì đến nay chưa được thi công. Ông Lê Văn Luyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Hà cho hay, trong thời gian chờ dự án thi công, tàu thuyền của người dân không thể vào trú bão được vì khu vực này đối diện với cửa khẩu thị xã Kỳ Anh. Sóng lớn từ ngoài biển đổ thẳng vào, trong khi hạng mục kè chắn sóng chắn cát để ngăn được sóng lớn đến nay vẫn nằm trên giấy. Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Lê Đức Nhân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh cho biết nguyên nhân của tình trạng này là thiếu vốn. Theo ông Nhân, dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa khẩu được chia làm hai giai đoạn. Thì giai đoạn 1 gồm các hạng mục như bờ đê chắn sóng và nạo vét một phần luồng lạch kết hợp với săn lấp mặt bằng đã hoàn thành năm 2012. Năm 2017, giai đoạn 2 đã được phê duyệt và đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước 2016-2020 với mức đầu tư khoảng 80 tỷ đồng. Trong phần tiếp theo của chương trình, chuyên mục câu chuyện buổi sáng, phân loại rác tại nhà là việc không mới. Song sau nhiều thất bại đã có thêm những mô hình phân loại rác mới giúp nâng cao ý thức người dân và bảo vệ môi trường. Nhóm cổ động viên Thụy Sĩ lái máy cày đi 2.000 km sang Nga để cổ vũ cho đội nhà tại World Cup. Coco, chú khỉ đột biết nói chuyện với con người, đã qua đời ở tuổi 46. Thưa quý vị, chất thải rác thải sinh hoạt hàng ngày mà chúng ta thải ra vượt quá khả năng xử lý chính là một trong những nguyên nhân gây ra ô nhiễm. Tình trạng này càng rõ hơn khi ở nông thôn hiện nay tốc độ đô thị hóa cao, mức sống con người ngày càng được nâng lên, kéo theo đó là sự gia tăng về rác thải cần phải xử lý.
Dù không phải là giải pháp mới, song phân loại rác và xử lý rác tại nguồn vẫn được đánh giá là giải pháp hiệu quả giảm thiểu tình trạng quá tải về rác. Hơn 10 năm trước thì ở nhiều địa phương, việc phân loại rác sinh hoạt tại nguồn đã được thực hiện thí điểm. Thế nhưng vì nhiều lý do thì đến nay vẫn chưa thể triển khai trên diện rộng. Cho đến nay, nước ta vẫn chưa có quy định nào bắt buộc người dân phải phân loại rác. Tùy vào ý thức của con người và nhận thức của từng địa phương mà việc phân loại rác đã được thực hiện tại một vài nơi. Nhưng một vài mô hình lẻ tẻ thiếu sự đồng bộ khiến cho nhiều người lo lắng. Liệu các mô hình phân loại rác tại nguồn này có duy trì được lâu dài không? Hình thành thói quen tốt đã khó, duy trì thói quen đó thì còn khó hơn nhiều. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay sẽ giúp các bạn hình dung rõ hơn về câu chuyện này. Ùn ứ, quá tải là hình ảnh quen thuộc của các điểm tập kết rác tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên trước đây. Với hơn 25.000 hộ dân, mỗi ngày một lượng rác khổng lồ được thải ra môi trường, bao gồm cả rác hữu cơ và vô cơ. Trong khi đó, năng lực vận chuyển rác về khu xử lý chất thải Đại Đồng lại hạn chế do khoảng cách về địa lý và chi phí vận chuyển. Toàn bộ cái lượng rác mà tồn một ngày của Phù Cừ mà tất cả các điểm mà đưa ra là nó khoảng độ tầm như thế là gần 30 tấn một ngày. Thế trong khi đó xe vận chuyển của chúng tôi chỉ vận chuyển một ngày như hiện tại nó khoảng độ tầm 8 đến 10 tấn. Vì vậy lượng rác tồn của nó vẫn còn khoảng tầm 20 tấn nữa. Đây là điểm tập kết rác của thị trấn Trần Cao. Tại đây, trước khi người dân thực hiện việc phân loại xử lý rác thải hữu cơ, thì rác đều được tập kết về đây. Mức độ ô nhiễm môi trường là vô cùng lớn và ảnh hưởng không nhỏ đến việc trồng cấy của người dân ở xung quanh. Tuy nhiên, từ khi người dân ở đây thực hiện việc phân loại và xử lý rác hữu cơ, thì tình trạng ùn ứ rác tại đây đã giảm đáng kể và rác tập trung về đây chủ yếu là rác vô cơ. Khu vực chứa rác của gia đình chị Đoàn Thị Xoa cũng giống như nhiều gia đình khác tại huyện Phù Cừ, luôn bao gồm các thùng đựng rác hữu cơ, vô cơ riêng biệt. Nếu như vỏ chai nhựa, túi ni lông, rác thải không phân hủy, chỉ cần một thùng đựng khiêm tốn, thì rác hữu cơ bao gồm rau củ quả, thức ăn thừa có thể phân hủy được, phải cần đến 3 thùng chứa. Và đã thành thói quen, những cọng rau thừa không dùng đến được chị Xoa cho vào các thùng rác hữu cơ, sau đó rác chế phẩm sinh học. Nhờ quá trình phân hủy vi sinh, nhà chị đã có thể tự làm được phân hữu cơ để bón cho cây trồng. Việc tưới này rất tốt cho cây trồng, nó giảm được cái lượng mà cái mình xử lý đệm thì lân phân bón lá đấy là rau mình rất là sạch mà đảm bảo an toàn. Rác hữu cơ luôn chiếm tỷ trọng lớn trong rác thải sinh hoạt hàng ngày của các hộ gia đình. Vì thế, khi rác hữu cơ đã được phân loại và xử lý tại nguồn, thì lượng rác cần vận chuyển đến khu xử lý đã giảm thiểu được đáng kể. Trước kia một hộ gia đình có thể là một tuần một bao, nhưng mà có chỉ là một phần hai hoặc là không đến như thế, hai ba tuần ta mới dồn một bao để mang tới cái khâu tập kết cho người ta mang đi thôi. Hiệu quả là thế, tuy nhiên, việc thay đổi nhận thức thói quen của người dân là không dễ. Dù người dân được hỗ trợ các chi phí lắp đặt, thùng đựng, hố chứa và các chế phẩm vi sinh, tuy nhiên, sau hơn 3 năm, số hộ dân tham gia mô hình này mới đạt 48%. Mới đầu thì cũng là khó tuyên truyền cái phân loại rác thải này thì bà con ở dân là của một số hộ chưa làm thì chúng tôi cũng đang tuyên truyền, đang vận động. Chúng tôi đi tuyên truyền thì bị phản ứng là cái chuyện thường xuyên vì đang là một cái lớp người ta đang rất tiện. Dân thì ở phố mà khi mà rác thải hữu cơ này thì cái chỗ mà nhà thì chật. Thế do vậy thì bằng các cái hình thức để làm sao để nhân dân để xử lý thì nó phù hợp với từng cái điều kiện của từng gia đình. Dù còn nhiều khó khăn nhưng không thể phủ nhận, mô hình phân loại xử lý rác hữu cơ trên đây đã bước đầu thay đổi nhận thức của con người. Và quan trọng hơn, việc bảo vệ môi trường đã kêu gọi được sự chung tay của cả cộng đồng cư dân. Tại nông thôn, với ưu thế về diện tích đất đai và hoạt động nông nghiệp, khiến việc phân loại xử lý rác hữu cơ tại nguồn đạt hiệu quả nếu chính quyền và người dân cùng có quyết tâm cao. Tuy nhiên, đô thị đông dân, diện tích chật hẹp, không có hoạt động nông nghiệp tại chỗ, khiến việc xử lý rác hữu cơ như mô hình trên đây là điều không thể. Vì thế, việc phân loại rác tại nguồn cũng gặp không ít khó khăn. Từ ngày biết đến dự án Em Green, một dự án ứng dụng phân loại rác tái chế và tích điểm đổi quà, thì việc dọn dẹp, sắp xếp căn bếp nhỏ của chị An cũng trở nên khoa học hơn trước.
Đặc biệt, rác thải có thể tái chế và rác hữu cơ đã được gia đình phân loại riêng vào hai thùng đựng khác nhau. Mình để rác chung với những cái phân hủy được và những cái không phân hủy được để chung với nhau thì đến lúc mình đổ đi thì đã ảnh hưởng rất môi trường rất là nhiều. Theo mình là cái chương trình thu gom rác này là nên nhân rộng lên tất cả các tỉnh thành. Với mong muốn xây dựng thói quen phân loại rác, cứ vào tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần, dự án Emrin lại tiến hành thí điểm thu gom rác tại các tòa nhà chung cư. Nhân viên sẽ đến từng hộ dân, thực hiện cân rác và tích điểm dựa trên khối lượng rác thải tái chế. Điểm thưởng có thể đổi thành nhiều ưu đãi và phần quà có giá trị. Các hoạt động này một mặt góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, tác động mạnh mẽ đến sự hình thành ý thức của trẻ ngay từ nhỏ. Khi mà cư dân có rác thì họ sẽ gọi thu gom. Con bỏ mỗi bên là một cái túi rác, sau đó con phân loại các rác như là các rác túi nhựa ni lông, là các rác không tái chế được và các rác tái chế được ạ. Con có thích bởi vì mình đã tích điểm đổi quà cùng với gia đình cố gắng để làm cho đất nước của chúng ta ngày càng xanh sạch đẹp hơn ạ. Rác thải như vỏ chai nhựa, sách báo, thay vì được thu gom chung về bãi rác thành phố như các chương trình trước kia, thì Emrin giải quyết được vấn đề bài toán đầu ra. Toàn bộ số lượng sẽ được vận chuyển đến các cơ sở tái chế, tránh gây lãng phí. Tuy nhiên, nhiều người còn tương đối hoài nghi về tính khả thi của dự án. Liệu rằng việc phân loại rác có thực sự tác động mạnh mẽ, làm thay đổi nhận thức của người dân, hay phân loại rác chỉ vì có tính ứng dụng tích điểm đổi quà? Bên cạnh đó, việc sử dụng smartphone đối với người già cũng được cho là rào cản để dự án có thể phát huy được tính hiệu quả. Mình thì mình lại nghĩ là không phải dựa vào vấn đề tích điểm, mà như lúc đầu mình nói là phân loại rác này bản thân ở trong gia đình nó rất là sạch. Nó không bị hỗn hợp các loại rác vào. Và chính vì thế mọi người cần hỗ trợ nhau. Ví dụ như việc dùng smartphone là các bạn trẻ và các cháu thì rất là nhanh nhạy hơn các ông bà thì đều có thể hỗ trợ các ông bà. Thứ hai nữa là quá trình phát sọt của Emrin đều hướng dẫn, có người hướng dẫn cho chính các cư dân tham gia đăng ký. Dù còn nhiều trở ngại, song những dự án như Emrin dù sao cũng đã nhen lên thói quen phân loại rác tại nhà, từ đó góp phần bảo vệ môi trường tại chính nơi mình sinh sống cho người dân đô thị. Tuy nhiên, liệu Emrin có chết yểu như 3R trước đây hay không còn tùy thuộc vào nhận thức của người dân cũng như các chính sách hỗ trợ. Dự án có dài hơi hay không còn phụ thuộc vào sự đồng bộ từ phương tiện vận chuyển và khâu xử lý. Rác thải là tài nguyên, nếu như con người biết cách tái sử dụng hợp lý. Việc phân loại xử lý rác cũng nhằm mục đích ấy. Tuy nhiên, việc này hiệu quả đến đâu vẫn trông chờ rất nhiều vào ý thức của con người. Trong phần tiếp theo của chương trình sẽ là những thông tin sự kiện dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018. Ngày hôm nay, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển sẽ tổ chức sự kiện Ngày hội kết nối gia đình vì sự phát triển của trẻ em với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự sẻ chia trong gia đình và tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình lành mạnh vì sự phát triển toàn diện của trẻ em. Vào lúc 14:30 ngày hôm nay tại Hà Nội, lần đầu tiên Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội tổ chức đám cưới tập thể cho 41 cặp đôi người khuyết tật. Các cặp đôi là người khuyết tật hoặc một trong hai là người khuyết tật đang có nhu cầu kết hôn hoặc đã kết hôn nhưng chưa có điều kiện tổ chức đám cưới sẽ được mặc đồ cưới, chụp ảnh cưới và có lễ cưới đầm ấm bên gia đình, bạn bè, người thân. Trước đó, 41 cặp đôi khuyết tật đã được chụp ảnh cưới từ đầu tháng 6 năm 2018. Thanh xuân của tụi mình là chương trình ca nhạc thời trang được tổ chức vào ngày 23 tháng 6 tại Hà Nội. Chương trình giới thiệu giọng ca của ca sĩ Khôi Minh với các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng. Ban tổ chức chương trình sẽ bán đấu giá bộ sưu tập áo dài thanh xuân để gây quỹ vòng tay mẹ. 100% tiền bán áo dài sẽ được dành để mua sách vở, đồ dùng học tập và hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.
Được hòa mình vào bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là ước mơ của bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào. Và nhiều người đã nghĩ ra những cách thức vô cùng độc đáo để làm điều này. Chẳng hạn như là cổ động viên người Thụy Sĩ mà chúng tôi sắp giới thiệu sau đây. Ông cùng với một số người bạn của mình đã tự lái chiếc máy cày đi đến nước Nga để cổ vũ World Cup. Nổi bật dưới ánh nắng trưa, chiếc xe máy kéo màu đỏ thẫm cổ điển từ năm 1964 tiến vào bãi đỗ xe của sân vận động thành phố Kaliningrad, hoàn thành hành trình 12 ngày xuất phát từ ngoại ô thành phố Luzon, Thụy Sĩ. Ông Bisterder hy vọng hành trình sẽ lên tới cực điểm bằng một chiến thắng của Thụy Sĩ trước Serbia ngày 23 tháng 6. Ông Studer cùng hai người bạn là Werner Zimmermann và Joseph Weyer nảy ra ý tưởng lái xe máy kéo đến Nga sau khi Thụy Sĩ lọt vào vòng chung kết World Cup, nhưng quyết định sẽ chỉ thực hiện kế hoạch nếu có thể làm một điều gì đó có ích. Ba người cho hay chuyến đi của họ nhằm gây quỹ từ thiện cho trẻ em Thụy Sĩ và họ đã quyên được hơn 20.000 đô la Mỹ. Chúng tôi không gặp vấn đề gì với chiếc máy kéo. Mỗi người đàn ông trong đời thường có một lần làm những điều này, nên chúng tôi thực sự đã có thời gian rất vui vẻ cùng nhau. Ông Weyer lái một chiếc xe đi theo hỗ trợ và giải quyết các vấn đề hậu cần, trong khi ông Studer và Zimmermann thay nhau lái máy kéo mỗi người 6 giờ một ngày. Hôm 16 tháng 6, chiếc xe máy kéo của họ bị cảnh sát Ba Lan chặn lại trước khi vào địa phận của Nga. Studer đã bị đo nồng độ cồn vì cảnh sát nghi ngờ ông uống rượu khi lái xe. Tuy nhiên cuối cùng thì hành trình của ba người bạn này cũng đã hoàn thành một cách an toàn. Vào giữa tuần qua, trong những người có mặt tại sân vận động Azadi ở thủ đô Tehran để thưởng thức trận đấu thứ hai của Iran tại World Cup trước đội tuyển Tây Ban Nha có một màn hình lớn, có một người phụ nữ Iran cùng với gia đình của họ. Đây là lần đầu tiên trong vòng 37 năm các nữ cổ động viên Iran được vào sân vận động quốc gia để cổ vũ đội nhà thi đấu tại World Cup. Động thái trên diễn ra sau khi chính quyền Iran nới lỏng lệnh cấm phụ nữ tham gia vào các sự kiện thể thao. Được biết, hy vọng về việc lệnh cấm được gỡ bỏ đã dấy lên từ trận đấu hồi tuần trước của World Cup khi Iran gặp Maroc, nhưng sau đó hy vọng đã tiêu tan chỉ vài giờ trước khi bóng lăn. Vào hôm 20 tháng 6, khi các fan nữ đã mua vé đến sân vận động, họ bị cảnh sát và lực lượng an ninh chặn đường, thông báo rằng kế hoạch một lần nữa bị hủy do các vấn đề về cơ sở hạ tầng. Sự từ chối của cảnh sát lần này đã dẫn đến cuộc biểu tình của các cổ động viên và một số người còn tuyên bố họ sẽ không rời đi nếu không được vào trong. Đây là lần đầu tiên tôi được đến sân vận động để cổ vũ bóng đá. Thực sự rất tuyệt vời, tôi rất thích. Hy vọng rằng trong tương lai tất cả mọi người ở Iran sẽ được tới sân vận động cổ vũ môn thể thao này. Một giờ trước khi trận đấu bắt đầu, những người hâm mộ bóng đá cuối cùng cũng được vào sân Azadi nhờ một lệnh đặc biệt từ Bộ trưởng Nội vụ Iran, người cũng yêu cầu cảnh sát bảo vệ an toàn cho các cổ động viên. Sau nhiều năm, chúng tôi đã dần có được những quyền lợi mà tất cả phụ nữ trên thế giới xứng đáng được hưởng. Chúng tôi cần sự tôn trọng. Tôi yêu bóng đá và đã được thỏa sức hò hét cổ vũ đội tuyển. Thực sự rất tuyệt vời. Tại Iran, phụ nữ bị cấm đến các địa điểm thể thao ngay sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Những người phản đối phụ nữ cho rằng họ không nên nghe những lời chửi thề của người xem bóng đá và lực lượng cảnh sát không đủ nữ giới để đảm bảo an ninh cho họ. Có thể nói, ngoài chiến thắng của đội tuyển Iran tại Nga, những cổ động viên nữ của Iran cũng đã có được một chiến thắng đáng tự hào khác tại chính quốc gia của họ. Theo thông báo từ tổ chức bảo tồn khỉ đột The Gorilla Foundation, chú khỉ đột Coco được mệnh danh là chú khỉ đột thông minh nhất thế giới với khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu, đã qua đời ở tuổi 46 vào ngày 20 tháng 6 vừa qua. Cách đây 40 năm, Coco từng thu hút sự chú ý của thế giới khi có khả năng sử dụng được ít nhất 1.000 từ ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, nhờ đó nâng cao ý thức bảo tồn giống loài nguy cấp này trong nhiều thập kỷ. Coco là con khỉ đột cái thuộc giống khỉ đột thấp phương Tây, ra đời vào ngày 4 tháng 7 năm 1971 tại vườn thú San Francisco của Mỹ. Khi được 1 tuổi, Coco bắt đầu được dạy dạng cải biến của ngôn ngữ ký hiệu Mỹ tại chính phòng nghiên cứu của trường đại học Stanford trong suốt nhiều năm trời. Những ký hiệu đầu tiên mà Coco được dạy là ăn, uống và thêm, rồi bắt đầu có thể kết hợp các từ lại với nhau sau nhiều năm học tập. Tính cho đến mới đây, Coco đã biết được khoảng 1.000 ký hiệu và biểu thị khả năng nghe hiểu 2.000 từ tiếng Anh. Coco là con khỉ đột rất thông minh, điển hình là trong một lần lắng nghe các chuyên gia động vật học tranh cãi về việc liệu có nên gọi Coco là thiếu niên hay vị thành niên. Chú khỉ này đã ngắt lời và dùng ký hiệu để khẳng định, không, tôi là gorilla. Hàng trăm chú chó Corgi trên khắp nước Mỹ mới đây đã được chủ của chúng đưa đến bãi biển Ocean thuộc thành phố San Francisco để tham gia lễ hội chó Corgi thường niên. Đến đây, những con chó cưng đã được dịp hòa mình vào nhiều hoạt động hết sức vui nhộn. Tại lễ hội chó Corgi, những chú chó được chủ nhân hóa trang theo nhiều hình mẫu khác nhau, từ miếng xúc xích đến hình kỳ lân hay khủng long.
Bên cạnh phần thi biểu diễn thời trang, những chú chó còn được tham gia giải đua và vượt chướng ngại vật. Vốn là giống chó nổi tiếng với đôi chân ngắn và thân hình tròn trĩnh, nên cuộc đua của thú cưng này đã mang đến nhiều tiếng cười cho những người tới xem. Lễ hội chó Kogi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013. Theo ban tổ chức, mục đích của lễ hội là tạo sân chơi cho loài thú cưng dễ thương này. Đồng thời, lễ hội cũng mở ra cơ hội cho chủ nhân của chúng có dịp giao lưu kết bạn. Tất cả số tiền thu được từ sự kiện sẽ được quyên góp cho các tổ chức bảo vệ động vật. Chó Kogi có nguồn gốc từ xứ Wales của Anh. Chúng nổi tiếng là loài chó được nữ hoàng Elizabeth đệ nhị yêu thích. Nữ hoàng từng nuôi tới hơn 30 con chó Kogi. Tại Trung Quốc, lễ hội thịt chó vốn gây tranh cãi trong thời gian dài vừa chính thức được khai mạc bất chấp sự chỉ trích dữ dội. Trong suốt những ngày vừa qua, thì các nhà hoạt động vì động vật đang liên tục gây sức ép nhằm hủy bỏ lễ hội ăn thịt chó diễn ra thường niên vào giữa tháng 6 hàng năm ở thành phố Yulin, tỉnh Guangxi-Zhuang của Trung Quốc. Ngày hội đầy tai tiếng này vừa chính thức khai mạc và dự kiến kéo dài khoảng 10 ngày với sự tham gia của người dân địa phương và rất đông khách du lịch trong nước. Các nhóm bảo vệ động vật liên tục phản đối và cho rằng thịt chó không phải là một phần của văn hóa ẩm thực chính thống tại Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng giết hại và lạm dụng loài chó, dù là ở đâu cũng là một hành động tồi tệ. Chó là những người bạn của con người, tuy nhiên chưa có bất kỳ chế tài cụ thể nào về việc giết mổ hoặc lạm dụng chúng. Dù nảy ra tranh cãi trong suốt nhiều năm nay, nhưng lễ hội thịt chó vẫn được chính quyền Yulin chấp nhận. Được biết, người dân nơi đây duy trì thói quen ăn thịt chó và vải thiều trong ngày hạ chí suốt hàng trăm năm nay với mong muốn có thể lực khỏe mạnh, chống lại bệnh tật. Ước tính mỗi năm có khoảng 10 đến 20 triệu con chó bị giết. Trong đó, thành phố Yulin chiếm số lượng lớn, những con chó bị giết hại và trở thành trung tâm của sự chỉ trích. Là người được biết đến với tên gọi nhà ảo thuật ẩm thực, những món bánh của người thợ làm bánh Ben Churchill tại Anh đều là những món tráng miệng vừa ngon vừa đẹp mắt và hoàn toàn đánh lừa được thị giác thực khách. Và mới đây anh đã cho ra lò sản phẩm mới nhất của mình là một chiếc bánh đặc biệt có hình dạng của một chiếc gà tàn. Đa số những chiếc bánh của Ben đều được tạo hình thành các loại rau củ quả hay vật dụng xung quanh con người. Anh luôn tưởng tượng ra một hình ảnh chân thật nhất, sau đó mới bắt tay vào làm để có hiệu quả và độ chính xác cao. Một chiếc gà tàn có thể ăn được có vẻ ngoài rất bắt mắt và cũng ngon miệng. Sản phẩm này tạo nên bởi những thanh sô-cô-la, bột và các nguyên liệu quen thuộc khác. Đầu bếp 30 tuổi Ben Churchill đang làm việc tại một nhà hàng ở Hertfordshire của Anh. Anh đã gắn với công việc ngành thực phẩm hơn 10 năm qua. Trong những giờ phút rảnh rỗi, anh đã tự mày mò làm ra những món bánh có thể đánh lừa thị giác và sau đó thì Ben Churchill trở thành một ngôi sao trên mạng xã hội khi các video cũng như những bức ảnh về những món bánh của mình được chia sẻ rầm rộ. Điều đặc biệt là trước khi bắt tay vào thực hiện các món bánh này, anh hoàn toàn không có kinh nghiệm về làm bánh. Thứ anh có khả năng sáng tạo vô bờ bến là sự khéo léo, tỉ mẩn, tinh tế của một người đầu bếp. Thưa quý vị, thoạt nhìn vào bức ảnh này thì có lẽ là chúng ta sẽ khó có thể hình dung rằng những chiếc áo cưới xinh đẹp này lại được làm từ giấy vệ sinh đúng không ạ? Thế nhưng đó hoàn toàn lại là sự thật và đây là những mẫu áo vừa đoạt giải cao tại cuộc thi thiết kế áo cưới bằng giấy vệ sinh thường niên diễn ra ở thành phố New York của nước Mỹ. Sau khi vượt qua hơn 1.500 mẫu áo cưới dự thi, 10 chiếc áo đẹp nhất đã được giới thiệu thông qua một buổi trình diễn thời trang đặc biệt tại cửa hàng áo cưới Klenfeld nổi tiếng ở New York. Toàn bộ những chiếc áo này đều đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định do ban tổ chức đưa ra. Theo đó, các thí sinh chỉ được dùng giấy vệ sinh, băng keo, hồ, kim và chỉ. Thực sự rất khó để lựa chọn vì các mẫu năm nay đều rất đẹp và được làm rất khéo léo. Giành chiến thắng cao nhất trong cuộc thi là Ronaldo Cruz với chiếc áo cưới được thiết kế rất công phu từ 28 cuộn giấy vệ sinh. Ronaldo Cruz đã nhận được phần thưởng là 10.000 đô la Mỹ, tương đương 227 triệu đồng Việt Nam. Chỉ đến khi tên tôi được sướng lên, tôi mới thực sự tin là mình đã chiến thắng. Tôi đã chờ đợi chiến thắng này rất lâu rồi. Cuộc thi do trang mạng ShipChicWeddings.com kết hợp với công ty sản xuất giấy vệ sinh Quinted Nothing tổ chức nhằm khuyến khích mọi người phát huy sự sáng tạo và nhấn mạnh tính thiết thực của giấy vệ sinh. Bản tin ngày hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.